Kính chào quý vị khán giả đang đón xem chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đồng thời triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nghiên cứu, học tập, làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề năm 2022, cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân. Tiếp tục đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội. Thông qua việc học tập quán triệt các nội dung chuyên đề năm, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Cao Bằng phát triển đi lên. Tỉnh ủy đã ban hành chuyên đề từng năm và toàn khóa về việc học tập và làm theo Bác. Trong đó, chuyên đề năm 2022 tập trung vào công tác cán bộ cũng là một trong ba chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội 19 Đảng Bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt lớn của tỉnh để bứt phá đi lên. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy nhằm khẳng định thêm một lần nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung, giải pháp quan trọng hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Bên cạnh việc chuyên đề từng năm và toàn khóa về việc học và làm theo Bác, tỉnh ủy cũng đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một công trình khoa học có tầm lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa xã hội và con đường để đưa đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đến phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Cao Bằng hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung, tại hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, theo kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, địa phương và đại biểu nghiêm túc trong học tập, quán triệt và triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Một là đề nghị các đồng chí phải hết sức nghiêm túc trong học tập, quán triệt các nội dung của hội nghị. Từng đại biểu phải tập trung cao trong lĩnh hội, tiếp thu, ghi chép các chuyên đề. Phải luôn đề cao trách nhiệm, tự mình chống suy thoái trong từng cán bộ đảng viên ngay từ học tập, ngay từ khâu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hai là tiếp tục gắn kết chặt chẽ hơn những nội dung từng chuyên đề với thực tiễn công tác ở từng địa phương, cơ sở, đơn vị. Học chuyên đề, học tác phẩm, học nghị quyết là để có nhận thức cao hơn, toàn diện hơn, niềm tin vững chắc hơn. Từ đó có hành động tập trung hơn, quyết liệt hơn. Quán triệt các nội dung hội nghị lần này
là nhằm góp phần làm cho các trọng tâm đột phá của tỉnh được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Do đó, từng đại biểu cùng với việc tập trung lĩnh hội thì cần phát huy mạnh mẽ khả năng tư duy, khả năng liên hệ và vận dụng cao trong thực tiễn công tác của mình. Quán triệt xong, về phải triển khai được, thực hiện được các nội dung của chuyên đề trong thực tiễn công tác. Ba là nội dung các chuyên đề hôm nay không chỉ dừng lại ở hội nghị, mà sau hội nghị này, các đại biểu, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị phải tiếp tục triển khai các nội dung này đến cán bộ đảng viên của mình một cách sâu rộng, thiết thực. Đề nghị các đại biểu cùng quan tâm đến những công việc tiếp theo. Cùng với việc học tập, đề nghị các cấp các ngành, nhất là các cơ quan đài, báo địa phương cùng quan tâm làm thật tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề học và làm theo Bác năm 2022 và nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phạm vi địa phương, đơn vị mình, để đợt học tập lần này thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng địa phương và trong toàn đảng bộ tỉnh. Cũng tại hội nghị này, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt triển khai kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch số 91 KHTU ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 01. Kế hoạch số 116 KHTU ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 01 KLTU năm 2022. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, kế hoạch số 91 của Tỉnh ủy xác định rõ mục đích tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng quán triệt triển khai nội dung tài liệu học tập chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung mà chúng tôi cũng đã vừa triển khai thì cũng đã quán triệt khá là đầy đủ và đề nghị các cái huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cái tổ chức đảng ở cơ sở khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Đặc biệt thì xin được nhấn mạnh các đồng chí là cao điểm sẽ là tháng 5 của năm 2022. Chúng ta sẽ triển khai đồng thời mấy cái đợt sinh hoạt chính trị, trong đó là triển khai toàn diện về chuyên đề của năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo của các cấp sẽ tập trung quán triệt chỉ đạo để triển khai tổ chức thực hiện cho tốt. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đây còn là chuyên đề thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, cụ thể hóa thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và hướng dẫn 16 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề học Bác năm 2022 là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy cao nhất ý chí tự lực,
khát vọng phát triển, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ quê hương, tổ quốc và nhân dân. Đến đây, chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.